Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong bản tin sức khỏe của chúng tôi trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Quý anh chị thân mến, nhiều người thường hỏi rằng trứng luộc có viền xanh xung quanh lòng đỏ thì ăn vào có độc hay không? Vậy thì cái viền xanh này xuất hiện khi nào và ăn vào thì có độc hay không? Thì trong video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn những cái vấn đề liên quan đến trứng luộc. Chúng ta biết rằng là trứng luộc là một cái món ăn quen thuộc với nhiều người và cực kỳ dễ làm. Bạn chỉ cần bỏ trứng vào nồi nước và bật bếp là xong. Đôi khi thì bạn sẽ thấy là xung quanh lòng đỏ của quả trứng luộc có một lớp màu xanh bí ẩn. Và nhiều người cho rằng đó có thể là trứng đã bị hỏng, ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe. Vậy thật sự điều đó có nghĩa là gì? Thì câu trả lời là cái phần màu xanh xung quanh lòng đỏ trứng xuất hiện, cái này là do cái lỗi kỹ thuật trong cái quá trình nấu. Bạn đã luộc trứng quá lâu, mỗi khi ăn đều cần một cái thời gian chế biến nhất định. Khi nấu quá lâu thì thành phần dinh dưỡng của chúng sẽ bị biến đổi. Trứng cũng vậy, khi nấu lâu lòng đỏ sẽ bị đổi màu. Nguyên nhân là do cái lòng đỏ trứng chứa rất nhiều chất sắt, trong khi đó lòng trắng chỉ có hydro sunfat. Dưới tác động của nhiệt độ thì hai chất này phản ứng với nhau thì nó sẽ tạo thành sắt sunfat và biến cái phần ngoài của lòng đỏ trứng thành cái màu xanh xám. Và về cơ bản thì cái phần màu xanh này không gây hại cho sức khỏe, hương vị của trứng cũng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên thì về mặt thẩm mỹ thì trứng luộc như vậy sẽ không được đẹp mắt. Vậy thì luộc trứng bao lâu thì mới đúng? Điều này là nhiều người vẫn chưa được hiểu một cách rõ ràng. Thì cái thời gian luộc quyết định cái độ chín của trứng, tùy theo cái nhu cầu muốn ăn trứng lòng đào hay là trứng chín kỹ mà bạn có thể điều chỉnh cái thời gian luộc cho phù hợp. Tuy nhiên thì theo các cái chuyên gia nghiên cứu, 5 phút là cái khoảng thời gian hợp lý, lý tưởng giúp trứng ngon và đảm bảo dinh dưỡng nhất. Đây là cái mốc thời gian thay đổi cái độ chín của trứng, chúng ta có thể xem ở trên màn hình. Là 1 phút là lòng trắng vừa mới bắt đầu đông đặc, lòng đỏ vẫn còn sống. 3 phút là lòng trắng đặc vừa, lòng đỏ trứng vẫn còn ở dạng lỏng. Và 5 phút là lòng đỏ đặc lại, màu lòng đào là cái màu rất tuyệt vời ở cái chế độ đảm bảo chúng ta ăn ngon và tốt nhất ở cái mức độ là 5 phút. Và 7 phút là lòng trắng chín và cứng, lòng đỏ chín nhưng vẫn còn màu lòng đào ở bên trong. Còn 9 phút là trứng vừa chín tới, 11 phút là trứng chín hoàn toàn, lòng trắng cứng và lòng đỏ chuyển màu vàng. Đấy là cái mốc thời gian thay đổi cái độ chín của trứng. Còn từ 13 phút cho đến 15 phút thì nó sẽ, cái thời gian lâu quá thì nó sẽ tạo thành một cái mảng màu xanh bao quanh cái quả trứng. Đấy là do cái thời gian chúng ta luộc quá lâu. Và quý anh chị thân mến, như vậy là qua cái bản tin hôm nay thì chúng tôi đã giải đáp cho quý anh chị một cái thắc mắc mà nhiều người thường hay hỏi. Đấy là cái viền xanh xuất hiện xung quanh quả trứng, đấy chỉ là một cái sai lầm trong khi mà chế biến, là do là chúng ta luộc quả trứng quá lâu. Tuy nhiên thì nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Qua cái quá trình mà chúng tôi giải thích thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, mà nó chỉ làm mất đi cái thẩm mỹ của quả trứng mà thôi. Còn nó sẽ không gây ra độc hại gì đối với cơ thể của chúng ta cả. Cho nên là chúng ta hãy yên tâm và chú ý là chúng ta có cái chế độ luộc kỹ hơn và tốt hơn. Đấy là trong vòng khoảng tầm 5 phút là chúng ta nên tắt bếp và lấy trứng ra ngoài là được rồi. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.